thức danh hài, chương trình hài quốc dân được yêu thích nhất hiện nay. Tha cho ta, ta sẽ tìm ngươi. Tha cho ta, ta đi chơi với bà chơi. Ta ăn thịt ngươi. Đấy, các cháu ạ, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Trải qua 5 mùa thành công vang dội. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Thách thức danh hài mùa thứ 6. Thách thức danh hài mùa 6 đã quay trở lại. Dĩ nhiên không thể thiếu bộ đôi danh hài. Danh hài Trấn Thành. Những màn này màn quyền. Mong mong quý vị. Mong chứ. Nói vậy kìa, đã lắm. Nó tự nhiên mà đáng yêu khủng khiếp ấy. Danh hài Trường câu chuyện các bạn mang tới nó đơn giản quá, đâu đâu đi đâu mắc cười, nó không có đặc sắc gì cả. Thôi hẹn năm sau nha, cùng MC Duyên Dáng Ngô Chí Huy. Anh stylist này chỉ được cái là hiểu ý người ta. Lưu ý giới tính Huy. Đặc biệt Huy tụ dàn thí sinh bá đạo làm mưa làm gió trên sân khấu Thách thức danh hài. Trả một cục vàng mai tuổi ba gang mang đi mà được. Bà làm YouTube bà thiếu gì tiền mà bà lấy vàng của mai đi. Bây giờ hát nào, rap à, rap. Đúng theo tao, y đúng theo tao, thì đã và tao đúng điều gì thích gì mình mới cho tôi tao cho qua bao năm kinh mang tiền tác cho mình thúc trong hao trong thúc trong nỗi đau trong. Thôi hết nỗi cắn lưỡi. Tao lao. Em thấy bệnh nhân cứ suốt ngày lẩm nhẩm 60 giây bắt đầu miết giờ bắt đầu. Được lắm. 60 giây bắt đầu. Những giám khảo điêu đứng, khán giả cười đau bụng bởi sự duyên dáng hài hước. Em sẽ là hai diễn viên đầu tiên trong lịch sử Thách thức danh hài chiến thắng bằng một âm thanh. Em ơi, tuổi trẻ là những hoài bão, mình phải thử sức, mình phải cho thuyền ra khơi thôi. Ngươi còn kiếp chuyện cưỡng bức MC. Cả Việt Nam thích ai? Có thích Ngô Kiến Huy không? Thích danh hài Ngô Kiến Huy. Danh hài Ngô Kiến Huy. Lúc trước mình đã vừa yêu, còn bây giờ mình đã vừa điếc à. Tụi em nghĩ những cái mà ngoài sức tưởng tượng của tụi anh luôn á. Thiệt. Chú Kiến Huy, tâm hồn là con gái. Tất cả tạo nên Thách thức danh hài mùa 6 bùng nổ. Đón xem Thách thức danh hài phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư hàng tuần trên HTV7 bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 năm 2019.